mình nữa. Cái đó. Cô nhau ơi, được chưa? Chạy lâu đấy. Được chưa? Máy ảnh chạy lâu đấy. Chạy lâu gì? Ấn nút giữa tròn tròn đi, ở cái nút giữa này. Được chưa? À, em xin chào các bác đến với kênh YouTube chuyên về sung của em. Thì trong tuần vừa rồi cũng có rất nhiều bác đã ủng hộ kênh của em, cũng như là chọn được những cái cây nó vừa ý. Thì cũng như mọi lần, thì hôm nay em xin lên một cây tiếp theo, là một trong những cái cây rất là đẹp. Và em sẽ lên 3 cây này sẽ tương đương với một bộ tam đa để các bác cùng lựa chọn nhé. Thì cái lô cây các bác đang nhìn đây là một cái lô cây rất là thuần chậu rồi. Bông tay rất là dày luôn ạ. Bông tay làm theo kiểu của Nhật, nó sẽ thành tầng lớp. Đấy, các bác nhìn chưa? Tầng lớp rõ ràng. Đấy, em quay rất kỹ cho các bác. Tầng lớp rất là rõ ràng. Đẹp, mịn. Bông thì quá ấm luôn, các bác nhìn chưa? Em ơi, vào cầm anh cái bút xóa đấy. Thì tiện đây em cũng vừa cắt tỉa. Đấy, rồi em quay lại cho các bác xem là các bác yêu thương được cây nào. Thì các bác vui lòng liên hệ số điện thoại 0971 078 562 và số đó là số Zalo của em, và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và chờ đón những clip của em ra tiếp theo. Thì đây, hôm nay là em lên clip này, em quay những cái cây nó xuất sắc cũng như là giá rẻ cũng có để cho các bác cùng lựa chọn trong cái lô cây này. Thì các bác thấy đây là cây đầu tiên. Cây đầu tiên này thì em xin để cây là cây số 60. Đấy, cây 60. Cây 60. Đấy. Cây 60 này thì nó là một dáng trực huyền cực đẹp các bác nhé. Một dáng trực huyền cực đẹp. Và lô cây này thì nó là 6 năm rồi, nên các bác yên tâm. Vành gốc cũng như củ bẻ của nó thì quá già, đẹp. Đấy. Cây thì dưới đất, nhà em thì cây dưới đất hầu như là có quả hết rồi, nên các bác yên tâm. Là cây đảm bảo khỏe. Nhiều bác có những thể các bác mua vào những cái cây các bác hỏi là tại sao cây nhà bác không ra quả. Thì em nhiều khi là các bác mua cây thì có những cái cây mà đánh vào những cái đợt gió tây nhá. Thì cây nó sẽ không thể ra quả được. Đấy, đánh vào những cái đợt gió tây, cây mà đánh lên chậu vào đợt gió tây sẽ không bao giờ thể ra quả được. Đấy, thì em xin phép lấy cái thước em ơi, thước dây hồng kìa. Thì đây thì em cũng quay lên để em tỉa tàn nó thưa thưa để các bác nhìn rõ những cái bông của nó. Đấy, cây này em quay cực kỹ, bấm cực thưa để các bác xem được. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bông, các bác nhìn thấy ạ, bông rất là rõ ràng và mịn. Và em xin phép đo cái vanh gốc thôi, chứ còn cái này vanh gốc là vanh thân luôn các bác nhá. Vanh gốc con này là 39 ạ. 29 đấy. Vành gốc con này là vành gốc con này là 35. Đấy, vành thân là 29. Thì các bác đây là em 60 ạ. Thì em đo chiều cao luôn. Chiều cao của em nó thì thích hợp để đôn với không gian nó vừa phải. Chiều cao là 35 cm và một tàn tay dài đẹp là 82. Đấy. Thì cây 60 này em xin để với giá là 1 triệu rưỡi bao ship. Đấy, 1 triệu 5 bao ship. Nếu mà các bác trên có thể lên những cái hội nhóm của Sung Bonsai nhé, các bác mua được những cái cây này ít nhất là phải là 2 triệu. Đấy, ít nhất là 2 triệu. Mà cái giá đó thậm chí là người ta còn chưa bao ship đâu ạ. Cứ nói thẳng là giá đó thậm chí người ta còn chưa bao ship đâu. Thế nên là các bác cũng nên cân nhắc. Nhiều bác vào trong hội Sung Bonsai thì các bác biết. Đấy, rất nhiều cây kiểu như này. Và cũng cái giá của nó thì không bao giờ được như thế này đâu ạ. Đấy, em cũng chia sẻ thật.
Thì cây em làm, cây này mình làm mình biết được nó thuần chậu hay không. Đấy, đây các bác nhìn. Thì hôm vừa rồi em cũng có đi ship cho một bác ở Nam Định, thì bác đấy cũng rất là uy tín, đấy, sang rất là ok. Đấy, thì nhiều bác có, cũng có nhiều bác thì mua cây nhưng mà mua hai cây như lại khi vào chốt đơn thì các bác ấy chốt hai cây thì em đóng gói ship đi, thì các bác ấy vào nơi các bác nhận một cây. Đấy, thì cũng thật là buồn cho các bác đấy. Thì em cũng không tiện nói tên trên đây, thì bác xem được thì cũng mong bác là rút kinh nghiệm. Nói chung là mình cũng cao tuổi cả rồi đấy, chơi chốt thì là uy tín, chứ bây giờ đang nhiên em sẽ mất đi vừa tiền ship vào lại vừa tiền ship về nữa, đâm ra là nó thật với các bác là nó chả được bao nhiêu cả. Đấy, dán một cái cây, làm một cái cây ra xong rồi bán, đâm ra là nó cũng rất là buồn. Thì đây, cây này em xin để với giá là 1,5 triệu, cây số 60. Rồi, em xin phép em lên cây số 61. Cây số 61 này thì đây, cái bên là cây này cho anh. Cây này đi, cây này, cây này. Vẽ lên. Ui giời. Đây các bác. Những cái cây mà em để trên chậu bê tông đấy thì nó là cái dòng cây, một là cái củ bẹ nó to, hai là phải cho chậu bê tông, vì cho chậu bê tông thì cái tỷ lệ nó giữ nước nó sẽ cao. Xem ba cái máy nó có vừa khít cái khung hình không. Thì đây là những em sung rất là già, các bác nhìn chưa. Em này nếu mà đấy, các bác nhìn chưa, em bán giá ở đây là thật với các bác, những cái dòng cây như này nếu mà các bác lên trên trên trang hội nhóm sung của trên Facebook ấy, những cái cây này không bao giờ dưới 2 triệu đâu ạ. Đấy, em nói luôn. Đấy, mà kể cả người ta có bán bằng giá em nhưng không bao giờ người ta có bao ship, em cứ nói thẳng vậy. Đây em xin đo vanh bệ này, vanh bệ của nó là 70. Đấy, bộ củ 70. Vanh thân, vanh thân này thì em xin để với giá, với vanh thân em đo được là 25, chiều cao của nó là 50, được chưa, rất đẹp luôn. Con này bông mà mịn lên nữa thì có đẹp. Đấy, tàn ngang của nó là 66. Úi giời. Đấy, 66. Cây này thì đã từng ra quả rồi các bạn. Đây, có những cái chu nó bị thui ấy, do nó nắng nó chiếu thẳng vào thân nó thui. Cây này em cũng mới tỉa xong. Đấy, các bác nhìn thoáng cây nhìn rõ chưa. Đây là cây số 61. 61. 61 này em xin để với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Bao ship. Đấy. Thì các bác xem cây này và các bác lên trên những hội nhóm, các bác tìm những cái cây nó tầm như thế này không bao giờ có cái giá 1,5 triệu bao ship. Người ta sẽ không bao ship ở cái mức giá 2 triệu rồi. Đấy, các bác nhìn. Đấy, cây này là, nó là một bộ tam đa. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn chưa? Cực đẹp luôn. Đấy, 1,5 triệu bao cước vận chuyển, ship mọi miền ạ. Đấy. Thì cũng thật là buồn vì em nhận được một số đơn hàng ở bên giao hàng nhanh, người ta ship cũng như là người ta làm vỡ của em, thì em chấp nhận em phải cho quay về để cây nó cho đến các bác chơi thật là ok, chứ không kiểu là bên giao hàng người ta làm đôi khi là mất uy tín quá. Bên giao hàng nhanh. Đấy. Cây này là cây số 61, em xin để với giá là 1,5 triệu bao cước vận chuyển. Đây, cái này. Đấy, em xin phép em lên cây số 62, lộc mãi. Đây các bác. Ui 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 giời. Rất nặng các bạn. Xem ba cái máy nhá. Xem ba cái máy có vừa hình tất cả không. Đây các bác nhìn. Đấy, nó là một bộ đấy các bạn. Một bộ cây đấy. Nó đi với nhau ba cây. Nhìn thấy không? Nhìn nhấc xa ra cho các bác xem. Nhấc xa ba cái máy ra cho bác xem. Thấy chưa? Có thấy không? Cả máy này nữa, ba cái máy nữa. Các bác nhìn. Em tỉa vậy, thưa thưa cái tàn để cho nó lên. Các bác nhìn cho nó rõ. Đấy, ba cây đầu tiên em sẽ quay với một bộ tam đa. Các bác chơi. Cây cực kỳ già luôn.
Bác nhìn lá xanh mơn mởn luôn ạ. Đấy. Đây em cứ cắt nửa lá đi để ép lá nó nhỏ lại các bạn. Đấy, các bác nhìn. Đây thì đây là cây số 62 đấy, trong cái bộ tam đa đấy để lên cho các bác lựa chọn. Cực đẹp luôn, bộ tam đa này lấy thì cực đẹp êm luôn. Đấy chưa? Con này thì chắc là nhiều bác nhìn cũng thích. Đấy, bộ gốc của nó. Đây em cắt cho nó lá nhỏ đi, tỉa đi bông nó bé thi quá. Nhiều khi tỉa đi những cái bông nó thưa ra để cho nó thoáng cây. Xung các bác cứ tỉa, các bác cứ cắt như cái tóc thoải mái luôn. Cứ cắt, nếu mà chỗ nào nó dày quá thì các bác cứ cắt nửa lá đi. Một là vừa ép lá nhỏ, vừa để cho cây nó không phải nuôi những cái dăm khác. Đấy, các bác nhìn chưa? Thì đây. Đây là một trong những cây thứ 62. Cây số 62. 62. Các bác cứ nhìn trên mạng, xem trên nhóm có cây này nếu mà bán ít nhất là 2,3 triệu nhé. Ít nhất là 2,3 triệu. Đây, các bác nhìn chưa? Đây em tỉa vội thôi. Thì vì trời thì em quay nó cũng hơi vấp. Bao nhiêu phút để em ơi? Đấy. Thì đây là cây số 62, em xin để với giá cùng với giá là 1,5 triệu luôn ạ. Đây các bác nhìn chưa? Tàn rất rõ ràng luôn nhá. Đấy, tàn tay rất đẹp luôn, ba tàn. 1,5 triệu bao ship. Đấy. Ba cây ba bộ đi với nhau. Nói thật với các bác, không bao giờ các bác tìm được cái giá này ở trên mạng, trên hội nhóm mà có cái giá ưu đãi hơn như kênh của em. Em cũng nói chia sẻ thẳng. Còn bác nào mà lấy nhiều thì cái giá nó sẽ khác rồi. Đấy. Riêng cây làm nó phải chuẩn chỉ các bạn. Đấy, cắt nhỏ dăm như cắt tóc luôn. Bạn nhìn chưa? Em tỉa như này là nó thưa lắm. Lá nó cứ dày, nó cứ thành tầng một. Nhiều bác cũng đừng sung, các bác cũng đừng chăm tốt quá. Thì chăm tốt quá nhiều khi cây nó không phát triển ở đâu ạ. Cây số 62 này em xin đo vanh cái cả cái củ bẹ này của nó. Cái củ bẹ của nó thì nói chung là nó